trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy à, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Chuyện kể ngày xưa ghi chép bằng thơ nhân thế chuyện chuyện kể ngày xưa tuyệt tác nguyên du lục bát thơ kỳ. Tình trăng dần xoay đâu ai biết, đời kiều bề dâu trong nước mắt sóc má hồng gặp vui đời qua nói đi trôi. Một ngày đầu xuân nắng ấm tràn dân riêu rịch đàn chim tạo màu tổ tiên ánh mắt thầm trao kiều giới kim trồng. Tình rằng đẹp đôi duyên mai trúc ta từ chàng kim sao đinh ước có ai biết được. Chưa ngờ tình chỉ duyên em, người đời cảm thương cho kiếp hồng nhan tài sắc gian toàn. Bởi người bạn tơ du quan gia đình ly tan một phen kiều bán mình chuộc cha. Kiều từ lâu xanh nên bích giao ra ai thấu đoan trường. Gặp chàng thúc sinh ân nhân lòng kiều phân dân quan thư rằng gái nào mà chán ghét đông. Rồi kiều gặp mai từ hai ra tay cứu lấy đời qua. Ngờ nàng phận yên dòng bao dần qua duyên thâm manh mà người đời lại thương cho từ hai. Vì một lời khuyên nên chết đứng gơi thân tìm đường để kiều rửa bao vết thương. Kiều lại gặp xưa giác duyên người ơn cứu sống từ đây. Người đời thỏa mong cho kiếp hồng nhan thoát cánh bè bàng. Nàng về nhà xưa sau dâu bế để mừng đoàn viên trong nước mắt mai thương thủy tiền mà hồng phần bạc lên đơn. Đời cảm thương cho kiếp hồng nhan tài sắc gian toàn. Bởi người bạn tơ du quan gia đình ly tan một phen kiều bán mình chuộc cha. Kiều từ lâu xanh nên bích giao ra ai thấu đoan trường. Gặp chàng thúc sinh ân nhân lòng kiều phân dân quan thư rằng gái nào mà chán ghét chồng. Rồi kêu gặp mai từ hai ra tay cứu lấy đời qua. Ngờ nàng phận yên dòng bao dần qua duyên thâm manh mà người đời lại thương cho từ hai. Vì một lời khuyên nên chết đứng gơi thân tìm đường để kiều rửa bao vết thương. Kiều lại gặp xưa giác duyên người ơn cứu sống từ đây. Người đời thỏa mong cho kiếp hồng nhan thoát cánh bè bàng. Nàng về nhà xưa sau dâu bế để mừng đoàn viên trong nước mắt